giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang gồm gàng hôn. Nàng đang gục đầu trong tay ưu êm của hùng quân, trao nhau từng nụ cười, cho nhau từ hơi thở, bông mắt đắm chìm trong mộng mị thần tiên. Còn ta, ta sẽ bỡ vơ trọn đời tròn kia. Về sẽ năm thầm trả ai trao như thầm trả lời lời thề nguyện. Lon nương ơi, cha ơi cha là cha luôn tình đầu tiên. Đường đôi ngã ly tan, tình mộng vẫn dương mang. Đang sung nghe đồng năm tầm, Long cô nương, sao Long cô nương có mặt ở nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội? Để nói với anh lần sau cuối rằng tiểu muội đã đã chót yêu hồ dù ân kia. Không, cô nương đừng nói vậy mà thêm đắc tội với chồng. Nhưng biết phải làm sao, vì đó là sự không. Xin ai giữ nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao, được dấu kinh giữa tâm linh hai người trong cuộc. Vậy thiệt luôn cô nương chớ giỏi nói ra, chỉ làm đau đớn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phòng. Mình đã
dài hơn nửa tiểu mùi quay về một nơi xa xăm lắm. Tôi biết rồi đây Long Cô Nương sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn để vua câu vu vụ cho các cùng quân công tử. Dân mũi là kẻ ở quê chúng dài chăng em nềm ông nên muốn ân cần trao lại ân cá chiếc ao kéo sương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai người phiêu ba. Đường về Bạch Mã chập chờn xuống